Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách vệ sinh tủ điện của hệ thống bơm cấp nước cho bể bơi. Vệ sinh tủ điện, chúng ta cần các dụng cụ sau: tô vít bốn cạnh, thổi sơn, có quấn băng hình cách điện ở đầu, bịt những phần sắt thép để cách điện dễ lau. Trước khi vệ sinh tủ điện, chúng ta cần mở tủ điện ra và tắt hết áp của các thiết bị trong tủ điện. Sau khi tắt áp xong, chúng ta cần dùng túc lơ vít để siết lại các ốc để cho tránh bị mô ve điện. Sau khi chúng ta siết chặt hết các ốc ở các automat, chúng ta cần dùng chổi sơn để quét bụi bẩn bám trên các thiết bị. Sau khi chúng ta quét hết các bụi bẩn và dọn hết rác ở trong tủ ra, chúng ta dùng khăn sạch khô để lau các bề mặt bên ngoài. Sau khi chúng ta vệ sinh xong thì chúng ta cần phải mở tủ và hầu hết các áp chúng ta đã trước khi tắt đi. Sau đó đóng cửa tủ lại. Trên đây tôi vừa chia sẻ với các bạn cách vệ sinh tủ điện cấp nước cho hệ thống tủ điện cho hệ thống cấp nước của bể bơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.